Xin chào các bạn nha. Hôm nay đi chợ ăn súp các bạn ơi. Vô trong chợ Mỹ này, chợ này có tên là Fatmeyer thì bán rất là nhiều súp ở đây. Mình thích ăn loại nào thì mình chọn một cái hộp giấy như thế này. Mình lấy cái size này là size nhỏ thì khoảng 3 đô 49 sen các bạn, khoảng 80 ngàn tiền Việt Nam một hộp như thế này là mình ăn cũng no mà mấy đứa nhỏ thì ăn chắc dư chút xíu đó. Súp này người ta nấu đầy đủ trong này. Rồi, bây giờ bắt đầu mình Mà để mình bỏ chung vô trong cái súp mình ăn nha. Nè Vi có bỏ bánh vô ăn không con? Sao vậy? Bỏ bánh vô ăn? Không thích hả? Đó, mình mua một hộp súp là mình thích lấy bánh ở đây mình bỏ vô mình ăn. Cái bánh này bỏ vô ăn cũng ngon mà mấy đứa con gái mình nó không thích. Rồi đây là súp gì đây? Đây là súp ở trong này có thịt gà, rồi có cái noodle, cà rốt. Nghe mấy súp, ăn không? Múc cho em Vân. Súp của Mỹ nấu, người Mỹ người ta nấu đó các bạn. Sắp hết rồi. Ai đi chợ cũng ghé vô đây ăn một tô súp. Súp này thì khoảng bao nhiêu tiền một cái? Hả? 3 đồng 49 sen một hộp nhỏ. Hộp lớn 4 đô, hộp lớn nữa thì 6 đô. Đó, ba ăn đi. Size 16 này size 12 hả? Size 12 là 3 đô 49 sen, 3 đồng rưỡi một cái. Súp này là hải sản, súp bỏ khoai tây rồi mấy con nghêu ở trong đó các bạn. Nhìn cũng hấp dẫn ha. 3 đô rưỡi một hộp là ăn một hộp là no rồi các bạn. Đây súp này hết rồi. Súp này súp gì đây? Phô mai. Phô mai với khoai tây hết rồi. Đây là wow, đây là súp thịt bò. Súp thịt bò với đậu nè các bạn. Nhìn cũng hấp dẫn ha. Để nó nóng á, mình để lâu không ăn á, không có ai múc á là ở trên nó đóng một cái lớp ván. Bây giờ mình múc lên nè. Ngon chưa? Bốc khói, thơm lắm các bạn. Người ta nấu với thịt bò rồi cà rốt rồi đậu đầy đủ ha. Nhìn ngon quá. Mình ăn thử hộp đi ha. Múc thử hộp ăn xem sao. Hấp dẫn. Ăn một tô này là no luôn các bạn. Thịt rồi đậu rồi cà rốt. Quá chừng là ngon. Tô này là được 3 giá bự này. Rồi, đủ rồi đó. Hấp dẫn ha. Rồi, mình đậy lại. Lại lại cho nó giữ ấm, người khác tới múc. Đó, lại đổ ra đây nữa. Bị đổ chỗ này mình lau đi ha. Múc quay phim á. Chú ý quay cái máy nó bị đổ. Mua 3 hộp súp để anh đây đi chặt cho nó nguội rồi ăn. Nóng lắm các bạn. Chợ này các bạn. Nè mấy đứa nhỏ ăn trứng này nè các bạn, trứng organic đó. Mình mua loại này ăn thì tốt hơn. Ở nhà người ta nuôi tự nhiên đó. Lấy 2 hộp nha.
nhỏ uống sữa này này. Một bình như vậy là một ga lông sáu đô rưỡi một bình. Cái gà này là lạ ha, mua thử dễ đi ăn. Luôn hả? Hả? À, bây giờ người ta giảm giá còn 2 cái 4 đô. Cái này là cái bò. Rồi ở trên này là xúc xích gì đây? Xúc xích của gà thấp kỳ nè. Con gà bự á, gà loi bự đó. Xúc xích gì đây? Xúc xích này nó trộn đủ thứ các bạn, thịt heo rồi thịt gà tắc kê rồi thịt bò, cái này ba thứ nó trộn lại. Mày lấy mỗi thứ một cái về ăn thử ha. Rồi, cái này bò, tìm một cái heo nữa. Cái này. Cái này gà này các bạn. Bán mỗi thứ một cái vậy anh thử. Ba cái. Cái này bò. Cái này chicken gà. Còn cái này ba thứ trộn lại nè. Bò, gà, heo. Đây, cái này thịt heo đây. Đó, bây giờ on sale mỗi cái 2 đô. Lúc trước là mỗi cái 3 đô mấy đó, bây giờ bớt còn 2 đô một cái thôi. Lấy thử 4 cái về chiên ăn ha. Hả? Chỗ này đó, còn mấy cái này là mấy cái nuôi á, người ta bỏ chi vô đó. Macaroni. Quá chừng. Đây chỗ hàng thịt nè. Quá chừng là thịt. Thịt bữa nay on sale nè, rẻ nè các bạn. Còn có 1 đô nửa ký thôi. Cái bữa là thịt on sale ha. Lấy cục, lấy miếng về ăn này. Cái bữa nguyên miếng này là phải mười mấy đô, 20 đô đó. Bây giờ giảm giá còn hết 7 đô thôi. Đẩy xe tới đây nè. Chín chín nửa ký. Thịt này thịt thăn. Đô một nửa một thao à. Bữa này còn sale. Lấy miếng này ngon hơn ha. Miếng nào vậy, nó có cục xương ở đây nè các bạn. Bán vậy là rẻ rồi. Mấy bữa thì khoảng 3 đô một thao, bây giờ còn 1 đô thôi. Hôm nay chợ giảm giá. Đó, thịt sườn, thịt khóc lết. Quá chân ha. Đủ là thiệt hết. Thịt hồi gọi thịt nhỏ mua súp rồi đứng đây ăn. Gà quá chừng ha. Gà thì gà nạc 5 đô rưỡi một thao, rồi 4 đô một thao. Gà đùi dễ về 8 đô 47 xin. Đứa con trai mình thì cứ thích ăn thịt gà organic này nè. Nó ăn quen từ nhỏ rồi đó. Bây giờ cứ nấu canh là phải có thịt này. Mỗi lần mình đi chợ thì mua vỉ 2-3 ngày đi mua lại.
cũng ăn thêm thịt bò, thịt heo nữa mà nó thích thịt này nhất. Thịt này thì một pound nửa ký là 6 đô. Đủ loại thịt gà người ta cũng xay ra nữa nè. Những cái quầy thịt này người ta để đây, người ta bán. Nhìn hấp dẫn ha. Quá đẹp quá. Bây giờ mình đi một lượt quay tôm nè các bạn. Rồi cá salmon nè, đủ loại cá ha. Đó, thì tôm ở nhà mình thì lúc nào cũng có trong tủ đá, tôm đông đá đó các bạn. Muốn ăn thì lấy ra ăn thôi. Cho nên hôm nay mình không mua tôm. Tới đây quay bánh mì cho các bạn xem nè. Wow, bánh mì ở đây người ta mới ra lò đó, nó còn ấm ấm, ăn rất là ngon. Tới đây một cái là thơm ngào ngạt cả mùi bánh mì. Đủ loại hết trơn á. Đó, bánh mì của Mỹ thì ăn cái vị của nó đủ loại hết. Người ta bỏ tỏi, bỏ hành vô cũng có. Rồi loại bánh mì chua, loại bánh mì phô mai, rồi bánh mì béo béo, cay cay cũng có đủ loại hết ha. Đó, nhìn mấy ổ bánh mì ngon chưa? Cái ổ bánh mì này thiệt là đã nè. Bự quá ăn có hết đâu. Mấy đứa nhỏ nhà mình thì lâu lâu mới ăn một lần bánh mì thôi. Quay cho các bạn xem thôi. Wow, ổ bánh mì khoảng 4 đô la, khoảng 80 ngàn tiền Việt Nam một ổ như thế này nè các bạn. Ha, người ta cắt sẵn lát lát rồi mình chỉ về mình quẹt bơ kẹp thịt vô là ăn thôi. Đó, rồi đây là tiệm bánh kem. Hấp dẫn chưa, nhìn ngon ha. Cái nào cái nấy người ta làm nhìn đẹp con mắt, nhìn muốn ăn liền thôi. Đây, một cái bánh sô-cô-la. Wow, ở trên này cái bánh trái cây nè. Trái Việt Quất, rồi trái mâm xôi đen, xôi đỏ, rồi dâu, rồi từng lớp bánh. Cái này mà cắt ra ăn là tuyệt vời. Đó, bây giờ lấy bó salad. Salad này mấy đứa nhỏ nhà mình hay ăn nè, nó ăn sống. Heo này là mình hay mua về uống mà nhà mình có trồng đó các bạn. Trồng, trồng nhiều lắm. Bây giờ rẻ nè, anh có uống không? Có 9 đô, đô bó. Một đô một bó thôi, bây giờ bán on sale có một đô một bó rau keo này thôi nè. Nho quá trời là nho. Cherry. Nho, nho đỏ. Kia là cherry. Đi đó, hôm qua đó lấy. Rồi bỏ vô, bỏ vô. Rồi lấy cái bắp cải cho Kevin. Đây, bắp cải organic. Lấy một cái cho đứa con trai mình thích ăn. Organic là cái rau tự nhiên. Đó, một đô 39 cent một pound nửa ký. Lấy một hộp rau này nữa. Hộp rau này đứa con trai mình với mấy đứa con gái mình nó hay ăn nấu canh rau spinach. Cái rau này rau tự nhiên luôn, dầu. Blueberry nè, blackberry nè, này do cái hộp này nhỏ hơn, cái hộp đó, hộp này nhỏ. Bây giờ hai hộp 5 đô, một hộp 2 đô rưỡi. Hôm nay người ta bán dâu cũng rất là ngon, trái nào trái nấy rất là bự mà nhìn chắc chắn lắm các bạn. Như vậy chắc về ăn rất là ngon. Thì mình sẽ lấy một hộp hôm nay về xay sinh tố cho mấy đứa nhỏ uống. Đó, chuẩn bị đem ra quầy tính tiền rồi. Thì gia đình của mình tính tiền xong sẽ đi về thôi. Bỏ hết trên giỏ đẩy rồi. Bây giờ đẩy ra xe đi về thôi các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn những video kế tiếp. Mình đi chợ mình sẽ quay tiếp tục cho các bạn xem. Rồi.